Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với MZ Gaming. Trong thế giới đầy ma thuật và huyền bí của Liên minh huyền thoại, một trong những nhân vật thu hút nhiều sự quan tâm của người chơi chính là Jin. Không chỉ là một sát thủ tài năng mà còn là một nghệ sĩ với cảm hứng nghệ thuật độc đáo. Chú Tư cũng vì thế mà được gọi với cái tên nghệ sĩ tử thần. Thậm chí, sự đam mê với nghệ thuật của Jin còn xuất hiện trong cách hắn ta thực hiện các phi vụ của mình. Nó còn nằm ẩn sau từng chi tiết của cốt truyện và thiết kế nhân vật. Những điều này chỉ là một phần nhỏ của những điều thú vị về Jin. Và ngay bây giờ, hãy cùng với MZ Gaming khám phá thêm về 44 sự thật độc đáo và phức tạp của vị tướng này trong vũ trụ Liên minh huyền thoại nhé. Ban đầu, trong giai đoạn phát triển, Jordan Greg Anton là người phụ trách thiết kế vị trên. Sau này, Riot Games đã cho August Gypsy Law Browning là người đồng thiết kế của các vị tướng như Vi, Jinx, Gna và Echo tham gia thiết kế. Và bộ chiêu thức đã thay đổi như hiện tại. Jin được cho ra mắt trong vòng 7 tháng, ngắn hơn rất nhiều so với thời gian là 1 năm của các vị tướng khác trong khoảng thời gian đó. Ban đầu nội tại Đồng Nguyên Ấn đã được đưa cho Jin, tuy nhiên sau khi đổi người thiết kế thì các ý tưởng đó đã trở thành bước đệm cho việc ra đời của Kindred. Jin được lấy cảm hứng từ một phần từ Simo Haiha, một xạ thủ bắn tỉa nổi tiếng của cơ đội Phần Lan trong Thế chiến 2. Thành tích của ông là tiêu diệt 259 quân địch bằng súng bắn tỉa và được Không quân Liên Xô đặt biệt danh là Cái Chết Trắng. Riot từng chia sẻ về một số tiêu chí đặt tên cho Jin. Vì xuất thân từ Ionia nên tên phải ngắn như Z, Z, Sen nên không được quá hai âm tiết. Do đó đã có tổng cộng 50 cái tên được nghĩ ra để đặt cho vị tướng xạ thủ mới này. Ví dụ như Deadeye, Whisper, Kada, v.v. Danh sách cụ thể thì các bạn dừng video lại để đọc trên màn hình nhé. Ban đầu Deadeye là tên gọi trong giai đoạn thiết kế, nhưng sau cùng cái tên Jin đã được chọn. Và đây cũng là tên của nghệ sĩ đã thiết kế đồ họa cho vị tướng này, Jin Ho Yang. Chữ H được thêm vào nhằm tránh nhầm lẫn với Jinx. Tên gọi đầy đủ của vị tướng xạ thủ này là Kada Jin, có nghĩa là tuyệt đỉnh, tạm dịch từ Golden Excellence. Ngoài ra thì Kada Jin chỉ là nghệ danh và tên thật của Jin vẫn chưa được tiết lộ. Câu chuyện do Odin Austin Schaffer viết về Jin ban đầu được đặt tên là Golden Excellence trước khi được đổi thành The Man with the Steel Can, hay là Người đàn ông cầm cây gậy thép. Jin là vị tướng đầu tiên không thực sự xuất hiện trong ảnh nền của mình, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bị vỡ từ trong gương. Trong giai đoạn thử nghiệm, trang phục Jin cowboy là trang phục mặc định với ý tưởng là một gã cowboy nửa người nửa máy có tên gọi là Deadeye. Tất nhiên là các chiêu thức cũng khác nhau. Ví dụ như chiêu Q có thể hạ gục Z khi đầy cây máu nên tất nhiên là phải được sửa lại, hay chiêu W có thể khiến đối phương lộ diện từ xa kể cả khi đã bị khuất tầm nhìn. Khi giết chết một số tướng với chiêu cuối sân khấu tử thần, Jin cowboy sẽ phát ngôn theo kiểu phim miền Tây. Kill Maxims and get paid for it. What's not to like? I like the way you die, boy. Đây là một câu trích từ bộ phim Hành trình Django. Hay khi dứt điểm Fiddlestick, Jin sẽ nói: People scare better when they're dying. Đây là lời thoại xuất phát từ bộ phim Ngày xưa ở miền Tây. Ba tông chủ đạo trong thiết kế của Jin là màu tím, trắng và vàng. Nó được lấy ý tưởng từ các hoàng đế La Mã. Vì vậy mỗi khi Jin sẵn sàng giết người, trông hắn ta ấn tượng như một vị vua làm chủ vương quốc của mình. Một trong những đề xuất cốt truyện cho Jin chính là đối đầu với Graves và Twisted Fate thay vì bị Sam và Jet bắt nhốt vào tù. Jin được Quentin Flynn, một diễn viên lồng tiếng và diễn viên hài người Mỹ. Anh đã lồng tiếng hoàng tử Khal Thas Chantrider của tựa game World of Warcraft, chú gấu con của phim hoạt hình Bleach, cùng một số nhân vật trong Call of Duty, Teen of Titans và Avatar The Last Airbender. Trong anime, anh lồng tiếng cho Iruka Umino trong Naruto, Naruto Shippuden và The Last Naruto The Movie. Jin có một số đặc điểm nhận dạng khá thú vị. Đôi mắt của gã nghệ sĩ tử thần là màu xanh, tuy nhiên không rõ lý do tại sao hình nền của Jin lại có mắt màu nâu. Bởi vì khi người chơi sử dụng lệnh cười và tháo mặt nạ trong chốc lát, người chơi có thể thấy đôi mắt xanh của hắn ta. Món ăn yêu thích của Jin là há cảo hấp. Z, Sen, Jin là những vị tướng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Và trong bộ truyện tranh về Z, Riot đã khắc họa kỹ hơn về những câu chuyện liên quan đến các vị tướng này. Trong 6 kỳ truyện, cộng đồng đã chứng kiến được Sen và Z cùng nhau phối hợp để ngăn chặn âm mưu thâm độc của Jin. Mặt của Jin ban đầu dự kiến sẽ được tiết lộ trong truyện tranh về Z, nhưng ý tưởng đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, hình ảnh thiết kế cho khuôn mặt hắn đã vô tình được đăng tải. Cộng đồng khá bất ngờ khi ẩn sau lớp mặt nạ của một tên sát nhân hàng loạt lại là một người đàn ông điển trai. Jin thể hiện những đặc điểm phù hợp với hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhất là nỗi ám ảnh với con số 4, con số tượng trưng cho cái chết trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt là Nhật Bản và Trung Quốc. Khi bắn thường, Jin sẽ sử dụng khẩu lời thì thầm bằng tay trái, nhưng khi bật sân khấu tử thần lên, Jin sẽ nhắm bắn như một xạ thủ bắn tỉa. Và với thiết bị trợ lực bên vai trái, hắn ta sẽ bóp cò bằng tay phải. Theo tiết lộ, Jin khoảng 38-39 tuổi, lớn hơn Jet 4 tuổi. Nếu Jin thật sự tồn tại thì trong văn hóa của người Á Đông, hắn chính là hình mẫu chuẩn soái ca, cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi. Đối với thư pháp, Jin thể hiện tài năng trong việc viết chữ nghệ thuật.
Nhạc sĩ Jean cũng là một nhạc sĩ xuất sắc, đặc biệt là với violon và piano ở Runeterra. Hội họa, Jean rất giỏi trong việc vẽ tranh sơn dầu. Hát, thường xuyên hắn ta tổ chức live show với những giai điệu opera trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Điệu nhảy Les Ginka nổi tiếng thế giới của người dân vùng Kappa ở nước Nga đã được mang vào Liên minh huyền thoại thông qua Jean. Tuy nhiên, theo thông tin được biết, mỗi khu vực của nước Nga có mỗi một cách nhảy khác nhau. Có vẻ như Gypsy Law đã biến Jean thành một nhân vật cuồng số 4 khi hắn có rất nhiều điều liên quan đến con số này. Nội tại và chiêu cuối của Jean có 4 phát bắn, chiêu Q nảy 4 lần, chiêu W và E ảnh hưởng lên mục tiêu trong 4 giây. Riêng nội tại còn giúp hắn ta gia tăng thêm sát thương vật lý, tương đương với mức 4% đến 44% dựa trên cấp độ, cộng 0,3% trên 1% tỷ lệ chí mạng, cộng 25% trên 1% tốc độ đánh. Khi sử dụng lệnh khiêu khích Control 2, khẩu súng của Jean bắn 4 viên đạn. Phần trang trí phần cò súng có 4 vạch, kể cả trong cốt truyện cũng có sự hiện diện của con số này. Jean sẽ giết 4 người trong mỗi quốc gia mỗi khi hắn được nhận hợp đồng. Chính vì vậy, game thủ Việt Nam có thói quen gọi Jean bằng cái tên dân dã là chú Tư. Kể từ phiên bản 13.15 thì giá của Jean trong cửa hàng là 4.444 tinh hoa lam. Từ bản 12.19, khi nội tại của súng hải tặc được kích hoạt, nếu hạ gục đối thủ thì chỉ số sát thương của Jean sẽ hiển thị là 4444 thay vì là 999. Nhạc chủ đề của Jean được soạn thảo xoay quanh mô típ 4 nốt và được viết bằng nhịp 44, tức là mỗi ô nhịp được tách thành 4 nhịp riêng biệt. Từ Jean có 4 chữ cái lần lượt nối các chữ G, S, I, N. Trên bàn phím, chúng ta sẽ tạo ra thành con số 4. Trong giai đoạn thử nghiệm, ulti của Jean được là Make them beautiful, có nghĩa là làm đẹp cho chúng, giống như cách hắn coi các vụ án của mình là tác phẩm nghệ thuật. Với công việc làm người hỗ trợ sân khấu, Jean đã thoát khỏi sự chú ý của cảnh sát khi Jean bắt đầu giết người và sắp đặt những nạn nhân như tác phẩm nghệ thuật. Những vụ án mạng đẫm máu đến nỗi người dân tin rằng do quỷ dữ gây ra, và họ bắt đầu gọi kẻ sát nhân là Golden Demon hay ác quỷ hoàng kim, vì các nhân chứng của vụ giết người hầu như chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu màu vàng từ các bộ áo giáp của Jean. Họ không thể tin rằng một người bình thường lại có thể làm ra những điều khủng khiếp đến như vậy. Đối với các nước chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam thì con số 4 đều mang ý nghĩa là cái chết. Dựa trên trang phục Blood Moon, biểu tượng của thần thoại Nhật Bản, anh ta đang đeo mặt nạ của Oni, tượng trưng cho quỷ trong thần thoại Nhật Bản. Theo truyền thống của người Nhật, họ sẽ tổ chức Sesubun, đó là nghi lễ làm sạch người thân và gia đình khỏi linh hồn ác và điều không may. Lễ này được tổ chức từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 4 tháng 2 mỗi năm. Thú vị ở chỗ, Riot phát hành Jean vào ngày 1 tháng 2 năm 2016. Jean bắt đầu việc làm nghệ thuật của mình là từ khoảng 19 đến 21 tuổi, chủ yếu là sử dụng dao. Jean đã tàn sát cả một trang trại và nhiều người đi du lịch trước khi bị Master Kuso, Z và Sen truy lùng. Trong hơn 4 năm, họ đã theo dấu Jean và phát hiện ra rằng hắn chỉ là một nhân viên sân khấu làm việc cho nhà hát lưu động và nhà hát opera của tỉnh Jeon dưới cái tên Khada Jean. Jean bị ám ảnh bởi những thứ đẹp đẽ và mang tính nghệ thuật, và khẩu súng của hắn đương nhiên cũng phải được chế tạo theo nguồn cảm hứng đó. Jean tự tay chế tạo những viên đạn khảm ma thuật có nguồn gốc từ Ionia mà hắn đã học được không rõ nguồn gốc, vì hắn không thể tin tưởng vào đầu óc nghệ thuật của ai ngoài chính mình. Từ kho vũ khí của Kasuri, lời thì thầm của Jean đã được bổ sung sức mạnh ma thuật do sử dụng công nghệ Hextech. Jean nâng niu khẩu súng này như báu vật, hắn ta lau chùi nó một ngày 4 lần. Thiết bị mà Jean mang trên vai là một trục tăng cường khối lượng được cấp nguồn bằng công nghệ Hextech, lần lượt cung cấp năng lượng và nạp đạn cho khẩu súng lời thì thầm khi nó đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Kuso là người đã bắt được Jean, nhưng cũng chính ông ta là kẻ đã thả tự do cho hắn với mục đích quấy nhiễu cuộc sống yên bình tại Ionia. Trong những trang truyện cuối về Jet, Kuso xuất hiện với một danh xưng mới, lãnh chúa Kuso, một kẻ thâm hiểm, xảo quyệt, người tham vọng sử dụng cấm thuật bóng tối để thống trị toàn cõi Ionia. Jean cực kỳ hứng thú với việc giết Sona vì là một nghệ sĩ Ionian rất nổi tiếng, người đã thu hút sự chú ý của khán giả khỏi buổi biểu diễn của hắn. Theo như một chia sẻ của Riot August, trưởng bộ phận thiết kế tướng của Riot Games, thì trong quá trình tạo ra Jean, với cơ chế bắn 4 viên đạn thì Riot Games đã muốn Jean phải có một lượng sát thương vượt trội nhờ vào phát bắn của viên đạn thứ tư. Vì thế mà từng có một thời điểm hắn có thể gây ra sát thương chuẩn nhờ vào phát bắn thứ tư đó. Thế nhưng khi được mang vào thử nghiệm thì một Jean ở cấp độ 18 lại có thể gây ra đến 4.444 sát thương chuẩn và có thể hạ gục bất kỳ vị tướng nào khi còn đầy một thanh máu. Hình ảnh Jean với một phát bắn hạ gục một Zed đang có đầy đủ thanh máu cũng là minh chứng cho thấy sức mạnh quá lớn của Jean nếu có trong tay phát bắn thứ tư với sát thương chuẩn. Ngay lập tức, Riot đã phải loại bỏ tính năng này. Bông hồng xuất hiện trong trò chơi là một trong những điều Jean nhìn thấy khi giết người. Sử dụng khẩu súng lời thì thầm với tư cách là cọ vẽ của mình, Jean tạo ra những tác phẩm mang tính nghệ thuật tàn bạo, khiến nạn nhân và người xem kinh hoàng. Hắn ta xem cơ thể của mục tiêu là nơi để bản thân thỏa mãn đam mê sáng tạo nghệ thuật. Hình dạng vết thương trên người Sona, Garen, Vi và Zed phần nào miêu tả sự bệnh hoạn của hắn. Tạo hình cho trang phục mặc định của Jean giống với diện mạo và tính cách của nhân vật Eric trong vở nhạc kịch Bóng Ma của nhà hát. Nó càng được củng cố bởi vai trò nghệ sĩ sân khấu của hắn, cũng như bức tranh nghệ thuật mô tả Jean đứng trước chiếc gương vỡ. Khi bật chiêu cuối, khẩu súng trường của Jean nhìn giống với khẩu E3 Blaster Rifle, vũ khí chính của Boba Fett trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao. Mặc dù phạm tội giết người hàng loạt nhưng Jean không bị kết án tử mà là tù trung thân trong nhà tù tu viện Tula. Trong khoảng thời gian ở tù, cuộc xâm lược của Nosus bắt đầu và hắn ta đã được thả. Tuy nhiên, sau phần hậu truyện của Jet,
Jean lại bị tống vào tù thêm một lần nữa. Wei và Jean có mối quan hệ chặt chẽ với nhau ở cốt truyện, đều đến từ Ionia. Jean đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên một nghệ sĩ bậc thầy như ngày nay. Wei lớn lên trong một ngôi chùa ở Koen, một hòn đảo nhỏ của Ionian, nơi anh dành thời gian để vẽ tranh. Wei đã cố gắng kết hợp trí tưởng tượng phong phú và tài năng hội họa của mình, nhưng các trụ trì ngăn cản và yêu cầu anh hãy tuân theo các tập tục truyền thống. Cuộc đời anh thay đổi khi Wei gặp Jean. Nghệ sĩ tử thần Jean là người duy nhất thấu hiểu nghệ thuật của anh ấy. Jean khuyến khích Wei thử thách bản thân, giúp anh giải phóng những cảm xúc bị đè nén hàng thập kỷ trong nghệ thuật của mình. Dẫu vậy, cuối cùng Jean lại phản bội Wei bằng cách phát động một cuộc tấn công tàn bạo vào ngôi đền, đổi cây bút của anh ấy lấy một khẩu súng. Suy cho cùng thì Jean chỉ là một gã điên với sự tôn sùng vẻ đẹp chết chóc đến đáng sợ. Với Jean, giết người là nghệ thuật, nhưng là một thứ nghệ thuật kinh tởm. Sau chiếc vô địch chung kết thế giới 2016, SKT T1 Jean là trang phục dùng để vinh danh xạ thủ bang. 4 năm sau, Ghost cũng lựa chọn vị tướng này với chiếc vô địch cùng với Damwon Gaming. Jean lại có tới 241 câu thoại, không tính những tiếng cào nhào, trong khi Tam Ken có khoảng 224, nhưng hắn vẫn còn chê con cá chê nói nhiều. Trong Cinematic 2019, sau khi Jean được thả ra và tiếp tục giết người ở Piltover, nơi Camille đang bảo vệ, Jean và Camille cuối cùng đã gặp nhau và một cuộc chiến bắt đầu. Trong video đó, Jean chỉ bắn được 2-3 phát, vì đạn thứ tư phát bắn chí mạng vẫn còn, trong khi Camille từ trên trời lao xuống sử dụng đá quét chiến thuật và dường như đã kết liễu mạng sống của Jean. Jean đã đặt một quả bom hẹn giờ trong lễ hội hoa để giết những người tham dự, trong đó có người yêu của Z. Hắn đã dàn dựng một màn múa rối với những con rối của Z và Sen để thể hiện rằng anh ấy rất thích chơi đùa với chúng trước khi hắn phá hủy cảng Nancy. Hắn ta đã thao túng một nữ tu sĩ Ionian được mệnh danh là The Statehand, bị tổn thương đến tuyệt vọng trước cuộc xâm lược của Nossus, để trở thành kẻ đánh bom liều chết cho một trong những buổi biểu diễn của hắn. Jean đến thăm đền Coen, nơi hắn dành thời gian làm quen với Wei. Cuối cùng thì Jean đã giết chết các thầy của Wei và làm cho nổ tung ngôi đền. Với bản chất là một nghệ sĩ, Jean cũng có những lời thoại dính dáng đến các ngôi sao âm nhạc. Điển hình là một trong những bài hát bất hủ của nhóm The Beatles. Happiness is a warm gun. Trong khi đó, chúng ta sẽ được nhắc đến về Lady Gaga qua câu nói: I live for the applause, you will die for it. Từ khả năng sáng tạo ban đầu đến quá trình phát triển và việc đặt tên, Jean không chỉ đơn thuần là một vị tướng, mà hắn ta còn là cả một kiệt tác nghệ thuật. Với nguồn cảm hứng chủ yếu từ cao bồi miền Viễn Tây pha trộn thêm văn hóa Á Đông, Jean trở thành một vị tướng có nhiều nét giao thoa sống động. Sự phát triển của Jean cũng có những điều thú vị, như việc sử dụng tên gọi Dead Eye trong giai đoạn phát triển và đề xuất những 50 cái tên khác nhau trước khi quyết định chọn Kara Jean. Mối quan hệ với các nhân vật khác trong thế giới Liên minh huyền thoại cũng thú vị không kém, đặc biệt là với các phượt thủ Sen và Jet. Tất cả những nhân vật này tạo nên một bức tranh đầy đủ về Jean, người nghệ sĩ tử thần với niềm đam mê sáng tạo trên thân xác con mồi và một quá khứ đen tối không dễ dàng được lộ ra. Khám phá thế giới của Jean giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách mà Riot Games thổi hồn vào mỗi tướng trong Liên minh huyền thoại. Và vừa rồi là toàn bộ nội dung liên quan đến 44 sự thật về tướng Jean. Nếu các bạn có thắc mắc hay muốn kênh làm về vị tướng nào thì hãy để lại comment cho chúng mình được biết nha. Đừng quên nhấn like, subscribe để ủng hộ ekip. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của MG Gaming.